World Cup 2022 vừa qua được bình chọn là kỳ World Cup thành công nhất từ trước đến nay. Đây được xem là sân khấu cho tất cả các cầu thủ có cơ hội góp mặt trong đấu trường lớn nhất hành tinh thể hiện mình. Đã có những ngôi sao lóe lên trên bầu trời sân cỏ thế giới, nhưng cũng có những ngôi sao vốn lấp lánh rực rỡ, nay lại vụt mất. Có thể nói, World Cup 2022 là canh bạc lớn cuối cùng của chân sút đã 37 tuổi Cristiano Ronaldo. Ở tuổi ít ai còn duy trì được đỉnh cao phong độ, anh vẫn xuất hiện trên các sân cỏ với những bước chạy như thời còn niên thiếu. Màn trình diễn của tiền đạo người Bồ Đào Nha tại Qatar không để lại quá nhiều dấu ấn, thậm chí cả những tiếc nuối khó thể nào quên. Sau những tranh cãi cùng với một câu lạc bộ sở hữu nhiều siêu sao và có nhiều yêu cầu cao như là Manchester United, chắc chắn việc Ronaldo tiếp tục thi đấu trong màu áo quỷ đỏ là không thể. Vì vậy, anh đã chọn cách tiếp tục sống với niềm đam mê của mình là đầu quân cho một đội bóng ở Ả Rập Xê Út có tên là Al Nassr. Trong video ngày hôm nay, anh em hãy cùng tìm hiểu xem nơi Cristiano Ronaldo đặt chân đến có những gì đáng chờ đợi. Trước khi bắt đầu, anh em đừng quên like, share, subscribe và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào trên kênh nhé. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu với video của chúng mình ngay thôi nào. Nếu là một người yêu thích bóng đá, chắc hẳn ai cũng biết đến sự nghiệp tỏa sáng và giàu thành tích của Cristiano Ronaldo. Tầm vóc của Ronaldo ở đội tuyển quốc gia là điều không cần phải bàn cãi. Anh hiện tại đang là thủ quân, là đầu tàu, là người ghi nhiều bàn thắng nhất và cũng là người khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều lần nhất. Ngôi sao sinh năm 1985 là một tượng đài, là một huyền thoại sống, nhận được sự nể trọng của tất cả các đồng nghiệp cũng như người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. World Cup 2022 là kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp mà Ronaldo tham dự. Trước đó, anh đã tham dự World Cup 2006, 2010, 2014 và 2018. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi được 7 bàn thắng sau 17 trận đấu tại các kỳ World Cup. Thành tích tốt nhất tại World Cup của đội tuyển Bồ Đào Nha khi có Ronaldo trong đội hình là lọt tới trận bán kết World Cup 2006. Nhưng chính vì càng ở trên đỉnh cao, tiền đạo này càng chịu nhiều áp lực. Những kỳ vọng vẫn luôn đè nặng lên đôi vai của Ronaldo vì bảng thành tích khủng xuyên suốt sự nghiệp sân cỏ lẫy lừng của mình. Lối chơi của Ronaldo phụ thuộc nhiều vào những ưu thế về thể chất như sức bật, tốc độ và sức dướn. Dù có là vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu và giữ gìn cơ thể tốt nhất hành tinh, CR7 cũng không thể chống lại quy luật thời gian. Khi cơ thể không còn đáp ứng được những yêu cầu khắc nghiệt của Manchester United, anh cần một nơi dưỡng già để tiếp tục được chơi bóng, sống đúng với đam mê của mình. Được biết, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan của tờ The Sun, được thực hiện chỉ vài ngày trước khi World Cup 2022 khởi tranh, những thông tin được hé lộ từ cuộc phỏng vấn đó đã đẩy ngôi sao người Bồ Đào Nha vào một tình thế không còn đường lùi. Cơ hội trở lại Old Trafford và được chào đón như một siêu sao giờ chỉ còn là viễn cảnh trong mơ, không thể nào xảy ra với anh. Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn khẳng định rằng mình chưa hết thời gian qua những bước chạy trên sân cỏ ở Qatar. Nhưng để nhìn vào thực tế, ở nhà hát của những giấc mơ trong giai đoạn đầu mùa giải, anh lại mang đến hình ảnh già nua, chậm chạp. Chính vì thế, rất khó để cho anh có thể tiếp tục chơi bóng tại một bến đỗ tên tuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Rạng sáng ngày 31 tháng 12, trong một ngày cuối năm, Cristiano Ronaldo đã chính thức gia nhập câu lạc bộ Al Nassr của Ả Rập Xê Út trong một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2025. Thông tin chi tiết về thỏa thuận giữa đôi bên không được công bố, nhưng theo các nguồn tin uy tín tiết lộ, Ronaldo sẽ thi đấu với mức thu nhập lên đến 200 triệu euro một năm. Với mức thu nhập này, anh Bảy đã trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Trên trang chủ câu lạc bộ Ả Rập Xê Út đã đăng tải hình ảnh Ronaldo nở nụ cười rạng rỡ thân quen khi cầm trên tay chiếc áo số 7 quen thuộc bên cạnh chủ tịch Musali Al Muammar. Quyết định đến một đội bóng châu Á để chơi bóng những năm cuối của sự nghiệp đỉnh cao là một trong những bất ngờ lớn mà Ronaldo mang đến cho các cổ động viên Bồ Đào Nha. Trước lời đề nghị khổng lồ của Al Nassr, tiền đạo 37 tuổi đã đắn đo và cân nhắc rất kỹ lưỡng. Al Nassr là đội bóng mới tại Saudi Pro League, hiện tại đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia. Họ đang kém Al Shabab 2 điểm và Ronaldo sẽ là niềm hy vọng giúp cho câu lạc bộ đòi lại ngôi đầu. Al Nassr là một trong những câu lạc bộ mạnh nhất ở Ả Rập Xê Út hiện nay. 9 chức vô địch quốc gia trong lịch sử là một dấu mốc thực tế minh chứng cho sức mạnh và vị thế của đội bóng áo vàng xứ dầu mỏ. Lần gần nhất họ lên ngôi vô địch là mùa giải 2018-2019. Bên cạnh đó, họ cũng trở thành Á quân cúp C1 châu Á vào năm 1995. Đội bóng giàu thành tích này cũng sở hữu 6 danh hiệu King Cup, cúp quốc gia. Ronaldo sẽ phải làm quen với một bầu không khí không náo nhiệt tại sân nhà mới, Mittelstand Park. Sân vận động này chỉ có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, khác xa con số gần 75.000 chỗ tại Old Trafford, Manchester United hay 81.000 chỗ ở Bernabeu, Real Madrid.
Huấn luyện viên mới của CR7 là Rudy Garcia, người mới được bổ nhiệm hồi tháng 6 và từng dẫn dắt câu lạc bộ Marseille và Lyon. Chia sẻ với tờ AS, Garcia không giấu nổi sự phấn khích khi đội bóng sở hữu Ronaldo. Ông cũng tiết lộ đã từng ở rất gần Man United vào tháng 6 năm 2021, nhưng cuối cùng Quỷ Đỏ lại chọn Ralf Rangnick để thay thế cho Ole Gunnar Solskjaer. Với kinh nghiệm từng làm việc ở châu Âu, Garcia được kỳ vọng có thể phù hợp với một ngôi sao tầm cỡ như là Cristiano Ronaldo. Ở Saudi Pro League cũng có nhiều ngôi sao lớn, nhưng vị trí và sức ảnh hưởng của Ronaldo chắc chắn không cầu thủ nào có thể vượt qua. Cặp đôi Matheus Pereira, Anderson Talisca của Anas đang gây được sự chú ý. Pereira từng thi đấu cho West Brom, trong khi đó Talisca đang dẫn đầu cuộc đua vô phá lưới của Saudi Pro League. Một vài cái tên còn lại ít nhiều được nhớ đến như là Vincent Aboubakar, Ever Banega, Odion Ighalo, Davis Ospina, Hender Costa, Luis Gustavo hay Felipe Caicedo. Trước mùa giải 2022-2023, một ngôi sao khác cũng khá nổi tiếng là Sebastian Jovinko, cựu cầu thủ của Juventus đã rời đi sau khi ghi được 16 bàn sau 83 trận cho Al Hilal. Ở Saudi Pro League có một điều khá đáng buồn, đó chính là các trận đấu sẽ không được phát sóng chính thức ở đâu ngoài khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Với những người hâm mộ muốn xem các trận đấu của Anas một cách chính thức, rất khó để có kênh sóng nào tiếp cận. Tuy nhiên, đội bóng này thường xuyên cập nhật các tình huống ghi bàn lên trang Twitter chính thức, nên khán giả có thể xem tạm theo cách đó trong khoảng thời gian từ giờ đến cuối mùa. Ronaldo hiện tại đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch UEFA Champions League, là cầu thủ chơi nhiều trận nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất tính đến lúc này. Giờ đây, siêu sao 37 tuổi sẽ phải làm quen với một Champions League khác ở cấp thấp hơn. Tuy nhiên, để chơi được ở giải đấu câu lạc bộ cấp cao nhất châu Á, CR7 ít nhiều phải chờ đến mùa giải sau. Hiện, vé tham dự đấu trường này tại Saudi Pro League chỉ dành cho đội vô địch hoặc King Cup. Do đó, CR7 sẽ có mục tiêu cụ thể ngay sau khi khoác lên mình màu áo mới. Là một người chuyên phá và lập nên những kỷ lục vĩ đại của làng túc cầu, Ronaldo đang chờ xem anh có thể xô đổ bao nhiêu cột mốc tại giải đấu mới này, xa hơn là đấu trường AFC Champions League. Một số kỷ lục ở trước mắt siêu sao 37 tuổi đang chờ Ronaldo xô đổ ở Saudi Pro League. Ghi nhiều bàn thắng nhất tại Saudi Pro League, 189 của Maje Abdullah. Ghi nhiều bàn thắng nhất tại Saudi Pro League trong một mùa giải, 34 bàn của Hamdan La, mùa giải 2018-2019. Ghi nhiều bàn thắng nhất tại AFC Champions League, 43 bàn của Dejan Damjanovic. Ghi nhiều bàn thắng nhất tại AFC Champions League trong một mùa giải, 13 bàn của Muriqi, Adriano và Buneja. Anas hứa hẹn là một sân khấu hoành tráng, nơi dành riêng cho Ronaldo thăng hoa cùng bóng đá. Anh em đã sẵn sàng đón xem màn trình diễn của CR7 trong màu áo đội bóng Anas này chưa? Đừng quên để lại bình luận phía dưới để cùng chúng mình bàn luận về cầu thủ trẻ tài năng này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo.